Dâu nào nước ra. Ra con luôn đi, tiền mất công cha cắt rồi thì luôn đi. Con tân cũng dùng dao này. Rau này mới được, rau nhiều khi rau sắc lại không ngon đâu. Cha mang mãi về miền Ý về. Không xe chứ. Xe của Rau Tắc. Ờ, bà chúng ngồi xe lăn hai bà nào. Nếu mà ngồi thử cái xem là có vừa không? Người chờ gần mỗi con ấy không bây giờ. Mà không mấy bữa nữa bà tập thì đi được. Giữ cái tập đi để cho xem thì mà. Cố. À chà, ngoài chưa. Cái này thôi, à cái này. Ở hướng dẫn trước khi sửa rụng. Chân này chân đau đúng không? Chân này chân không nửa cái này là nửa không không đi được đúng không? Dễ chịu chưa? Ngồi đi xe cho mát nè. Chỗ này lên trên. Đây đây đây. Này thì bà phải giữ cái này nhé. Đây dây an toàn cho bà nhá. Nhưng mà bà nhận ra ai có giống con gái bà không? Giống sơ bích không? Giống cái lúc với cái đầu cái mặt không? Đây hôm nay là đây có hai sơ đây bà nhá, bà cố nha. Đấy hai sơ cùng dòng với con gái của bà cố nhá. Con gái tên là gì nhỉ? Nhớ không? Nhớ tên. Bà nhớ tên con gái bà không? Tên là gì? Sơ gì nhỉ? Chị gì nhỉ? Thì hôm nay là cái phát sinh hóa. Cha xứ có báo xe lăn, tức là cha Tuấn á, có xe lăn nhưng mà hôm nay thì cha Tuấn lại đang đi khám bệnh, cha Tuấn không có nhà, nên là có cha Cảnh là cha phó cha Cảnh ở đây cho mọi người nhìn thấy này, cha Cảnh ở đây truyền hình là đẹp trai nha. Thưa quý vị, đây là cha Cảnh này, cách đây ít tháng thì khi mà tôi đi họp ở bên Roma đó thì có quá cảnh ở Pháp, cho nên là cha Cảnh đã tiếp đón rất là nồng hậu, đã đưa đi tham quan thành phố Paris, nhất là đi cái hành trình đi thăm tháp Eiffel cũng như là đi du ngoạn trên dòng sông Sen. Thì cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cha Cảnh rất nhiều đã cho con có cơ hội để đi thăm Paris, mà không những bản thân con mà thôi mà rất là nhiều người. Người ta chưa bao giờ được đặt chân tới Pháp, tới Paris, cho nên là qua những cái phóng sự đó, cái video clip đó, thì người ta cũng biết được nhiều những cái Paris để mà đi tham quan. Bây giờ thì cha đã hoàn thành công việc học hành ở bên Paris rồi, cha đã về nước. Bây giờ cha đang là phó ở giáo sư toàn tân, đi dạy các thầy ở chủ viện. Hôm nay cha chính đi vắng không có nhà thì có cha phó đồng hành đó, thì cảm ơn cha rất nhiều. Cái chiếc xe lăn này là món quà của chị Ngọc Linh ở bên Úc. Chị gửi xe lăn về thì cho những người khuyết tật cái đôi chân đó, thay cho cái đôi chân. Thì cảm ơn chị Ngọc Linh rất nhiều đã đồng hành cùng với khai thác sinh hóa trong rất nhiều những dự án, nào là xe cứu thương, nào là cơm tình thương ở bệnh viện, ở nhà tình thương, rồi xe lăn, rồi xây nhà thờ, nhà xứ, nhiều, rất là nhiều những chương trình ba gái từ thiện mà anh chị đã giúp đỡ. Thì cảm ơn anh chị rất là nhiều, cầu xin Chúa trả công bội hậu cho gia đình của anh chị. Và bây giờ xin mời cha phó thay lời cho cha xứ có đôi lời với chị Ngọc Lê. Thế thì con cũng xin được thay lời cho cha xứ, rồi thay lời cho ông bà cố đây, nhất là cảm ơn cha giám đốc
Cảm ơn thầy sư, rồi cảm ơn các vị ân nhân, đặc biệt là chị Ngọc Linh đã tạo điều kiện để cho bà cố có được chiếc xe lăn để có thể đi lại cũng như tham dự thánh lễ. Thì ở đây có cái nhà thờ của giáo họ Triệu Tiền thì cũng gần gần đây thì cũng mới làm xong được cái có thể dâng lễ, thì cứ tối thứ năm thì con dâng lễ ở đây. Thì có ông thì cố là đẩy cái xe lăn này, đẩy bà cố đi lễ. Thì mọi hôm thì cũng mượn được cái chiếc xe lăn của hàng xóm, nhưng mà bữa nay nó bị gãy rồi. Cũng may và Chúa thương trong cái rủi này, cũng may và hôm nay bà cố được có xe mới đi nhé, mới để đi lễ nhà thờ. Xin được cảm ơn cha giám đốc và chúng ta, cảm ơn quý sơ, rồi cảm ơn chị Linh đã giúp đỡ cho bà có được cái việc này. Cảm ơn xin Chúa trả công cho tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn cha Phó nhé, rồi chúc cha sớm ổn định lại cuộc sống khi mà đang sống ở bên Pháp, và bây giờ về lại Việt Nam thì cha ổn định lại cuộc sống, và chúc cho cha luôn đón nhận được nhiều lành của Chúa. Để gửi cha vừa là coi sóc đoàn chân công tác với cha chính, coi sóc đoàn chân tại giáo xứ Toàn Tân, vừa là có nhiều ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để cha dạy dỗ truyền tải những kiến thức cha đã học được cho các thầy nơi chính viện. Xin cảm ơn cha. Thế ông cố này, ông cố hôm nay là có xe mới cho bạn nhé. Rồi từ nay thì ông cố có xe mới để bà đi lễ nhé. Vâng. Ông cố có phát biểu gì không? Vâng, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn cha phó chúng tôi, hài sư các chú đó mang xe cho tôi được đi linh cho ở bên kia cho thì linh ở bên ông đó đúng không? Vâng, thì cảm ơn tất cả mọi người đi xuống đã cùng mọi người vâng 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 chúc mừng ông bà cố, nhất là chúc mừng bà cố có xe lăn mới nhé. Rồi từ nay có xe lăn để đi lễ, đi nhà thờ cầu nguyện cho các cha các sơ, rồi nhất là cho gia đình của chị Ngọc Linh. Đau lắm, tay đau lắm luôn, tay liệt liệt bên tay nhá, bên phải vâng, bởi tay biến vâng, nói được một ít thôi. Ba mươi tết là đi đau, đi của bà là cái tay bên đau. Bên này là đau lắm, đau nhức chân đúng không? Ngày trước thì không ngồi được, bây giờ mới ngày này có xe rồi. Mới đau một tay một chân. Một chân là đã chết rồi đấy, cha còn muốn cả hai tay hai chân. Rồi chúc cho bà cô khỏe nha, Chúa chúc lành nhờ ông bà cô nha. Đây có xe đi nhà thờ cầu nguyện cho chúng con nhá. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.